Sàn Thạch Anh chuẩn Đức Coupler. Coupler hân hạnh đồng hành cùng Ca Cộng Sport. Trong ngày hôm qua, trang chủ Lever Cup đưa ra thông báo Rafael Nadal sẽ rút lui khỏi giải đấu và không góp mặt trong đội hình đội tuyển châu Âu. Tôi thực sự thất vọng khi phải chia sẻ rằng tôi sẽ không thể tham dự giải Lever Cup ở Berlin vào tuần tới. Đây là một cuộc thi đồng đội và để thực sự ủng hộ đội tuyển châu Âu, tôi cần phải làm những gì tốt nhất cho họ và hiện tại vẫn còn những tay vợt khác có thể giúp đội giành chiến thắng. Trước đó, Rafael Nadal đã công bố kế hoạch tham dự Lever Cup từ tháng 4. Lần cuối mà tay vợt người Tây Ban Nha ra sân là tại Olympic Paris, nơi ông vua đất nện để thua tại vòng 2 đơn nam và tứ kết đôi nam. Sau thông báo Rafa rút lui khỏi giải, tuyển châu Âu vẫn chưa công bố người thay thế ông vua đất nện trong đội hình. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 9 tại Berlin. Trong khi đó, tại sự kiện Davis Cup Finals, đội tuyển Hà Lan và Brazil đã tạo ra màn rượt đuổi tỷ số vô cùng hấp dẫn, mà ở đó loạt tie break xuất hiện trong mỗi trận đấu. Sau khi chia đều mỗi chiến thắng ở các trận đơn nam, Hà Lan và Brazil buộc phải bước vào trận đôi nam quyết định. Tại đây, chuyên gia đánh đôi Kohnhof và Van der Zandschulp đã kết hợp ăn ý để vượt qua bộ đôi trong top 30 thế giới là Matos và Melo. Van der Zandschulp đã đảm nhận tốt vai trò gây sức ép từ dưới baseline, dù là phòng thủ hay tấn công, tay vợt này đều gây dựng được điểm. Còn người dứt điểm là Kohnhof ở trên lưới, qua đó có chiến thắng 6-4 và 7-6 để giúp Hà Lan vượt qua Brazil với tỷ số chung cuộc 2-1. Hà Lan sẽ tạm thời dẫn đầu bảng A và đang thi đấu nhiều hơn so với Italia ở vị trí thứ hai. Còn tại bảng B, đội tuyển Úc tiếp tục có màn trình diễn thăng hoa và lần này họ đánh bại những tay vợt đến từ Cộng hòa Séc. Kokkinakis là người đảm nhận trọng trách mang về lợi thế dẫn trước cho đội và tay vợt người Úc đã không để đội trưởng Leighton Hewitt thất vọng. Dù có đôi chút khó khăn trong set 2 và để cho đối thủ có chiến thắng, thế nhưng tinh thần thi đấu của Kokkinakis vẫn được giữ vững ở set quyết định, qua đó thắng lợi 2-1 trước Mensik. Sang đến trận đơn thứ hai, Machak vẫn chưa thể hồi phục chấn thương từ trận đấu hôm qua. Chính vì vậy mà chỉ sau một game, tay vợt của Cộng hòa Séc đã quyết định bỏ cuộc. Qua đó đội tuyển Úc có trận đấu toàn thắng trước Cộng hòa Séc và củng cố vị trí dẫn đầu bảng B. Sàn Thạch Anh chuẩn Đức Coupler. Coupler hân hạnh đồng hành cùng Ca Cộng Sport.